Nó dần dần diễn ra nha. Đây, tới quảng trường. Đây, tới quảng trường. Đây, cảnh chụp hình với view siêu đỉnh này, siêu đông luôn, bữa nay mặc dù trời mưa đấy không, siêu đỉnh luôn. Thấy đông không? Siêu đỉnh nè, đông lắm các bạn ơi. Bỏ mình đi rồi. Wow, quá đẹp, vào bình yên. Tiếp tục hành trình road trip châu Âu năm 2024 của vợ chồng mình. Đi qua 6 nước châu Âu và viếng thăm 11 thành phố. Hôm nay đã là ngày thứ hai vợ chồng mình ở Hohenstatt. Bà đó là ai vậy chị? Thì sau khi mà dạo quanh một vòng ở làng, ngôi làng vô cùng xinh đẹp là Obertau, thì mình sẽ lái xe qua thăm ngôi làng cổ Hohenstatt. Đây là điểm đến mà mong đợi nhất của vợ chồng mình trong chuyến road trip châu Âu lần này. Thì ở từ chỗ mà mình ở qua đây khoảng 10 phút lái xe, tầm khoảng 6 đến 7 cây số thôi. Lúc này là khoảng 9 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 2-3 độ C thôi. Trời có mưa nhẹ. Mặc dù là trời mưa, nhưng quang cảnh ở hai bên đường cũng rất là đẹp. Nhiều người hỏi mình rằng là Hohenstatt, làng cổ Hohenstatt là đẹp vào mùa nào? Thì mình trả lời với các bạn là Hohenstatt mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân thì có nét đẹp của mùa xuân. Mùa hè thì có nét đẹp của mùa hè. Mùa thu thì có nét đẹp với sắc đỏ của cây lá. Và mùa đông thì lại có nét đẹp của giống như một xứ sở cổ tích đó, với băng tuyết phủ đầy. 8:50 3 độ, nhiệt độ ngoài trời 3 độ. Nhiệt độ ngoài trời 3 độ, mưa lất phất. Thường châu Âu mùa này mùa xuân tê tái luôn, nhưng mà giờ đang lạnh, tê tái như mùa đông. Với mưa lâu có tuyết rơi nhẹ. Mấy các thành viên trong xe kìa. Đây. Đây là bác Tài. Ông chủ đó, bác Tài, chủ tôi. Đây. Chị Diễm. Rất là dễ thương. Tự quay mình luôn nha các bạn. Thì ngôi làng cổ Hohenstatt này được làm bối cảnh của bộ phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng là Frozen. Ôi, có hai nàng công chúa Anna và Elsa xinh đẹp. Là đồng quê, mẹ quê. Thank you.
Homestead trong màn sương gió lạnh. Cái chóp nhà thờ trắng xám, mái ngói xám kinh điển. Hình chụp ở làng này được in trên postcard và nhiều nhất thế giới. Bãi hôm qua đó là gần nhất rồi đó, bên này là gửi bên kia là quẹo vô đó. Nhưng mà mình về mình đổ xăng đi, mình biết đổ không? Nó bấm gì á? Bấm trước hay bấm sau vậy? Nhìn bấm boss ra. Boss gì đó. Được. Vô đi, để đi bấm. Thế là bấm đó đi vô. Boss gì? Có là đằng chỗ xe nhỏ đằng đằng đi kìa. Boss, boss. Kìa, xe đó rồi. Cái xe trắng này nè, bên kia đó. Cái việc không phải không phải động vô cái lúc mà này mình chỉ nhầm vô chỗ đậu xe dành cho cái nhân viên ở bên kia làng kìa, gỗ cái Hoa màu Sát xanh này đó, thôi. Màu đỏ cái chỗ màu này trắng là này ấy, ngay màu ngay đỏ phía là trước để vô màu cái xanh trước lối này đi nè. vào làng cổ Hoa Sát nè, trời thì ơi giống ta vậy du thôi. Khách hay là khách đến tham quan không được đậu xe ở đây màu đâu, xanh là trả tiền. Mà cái bãi đậu xe cách đó khoảng ồ 200 m thôi, tới đi ngược cầu, lại bên bên tay phải có lối đi vào. Thì sau khi mình hỏi thăm thì mình đã quay lại, mình tìm được cái bãi đậu xe cách đó khoảng 200-300 mét thôi, cũng gần không xa đâu. Bãi đậu xe để đến thăm làng cổ Hallstatt cách đó khoảng 500 mét. Đó, dừng lại lấy cái thẻ. Wow, suối nè. Suối rất là đẹp nha. Trời ơi. Đây. Bắc Kinh nè, quay lại cho các bạn nè, coi nè. Đó. Bắc Kinh cũng dễ tìm. À. Đây. Cách bãi đậu xe tầm 100 nha. mét thì có Khắc phục cái ha. chỗ lên Em cáp trời. treo để ngắm cái làng cổ Hallstatt từ ở phía trên cao, là đi đi lên chỗ Skywalk đó. À, để ngắm làng cổ Hallstatt. Nhưng mà do trời mưa quá nên bọn mình không có đi lên cáp treo này để ngắm hoạt động làng cổ từ trên cao, mà mình đi thẳng vào bên trong của ngôi làng cổ luôn. Lớn.
up and down, up or down. Đi đường trong về hết cáp treo wow bữa nay là Skywalk chắc cũng thấy gì quá dễ thương ghê. Làng cổ Hoenstatt là một trong những ngôi làng cổ thăm đẹp làng nhất cổ châu Âu vào một và ngày nằm trong top 10 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới, được bình chọn trong nhiều năm liền. Nếu đến Áo thì làng cổ Hoenstatt là một địa điểm không thể nào bỏ qua. Làng cổ Hoenstatt hàng năm là thu hút hàng triệu du khách đến đây đặt chân ở đây nè, cây dây leo lên. Ngôi làng Hoenstatt này là đây có luôn, tuổi đời lên đến 7.000 năm tuổi. Là hay trước đây làng cổ Hoenstatt là mỏ muối mà lâu đời nhất trên thế giới. Thì sau này mỏ muối không còn khai thác nữa mà chỉ làm cái điểm tham quan cho du khách đến đây tham quan tìm hiểu thôi. Và có bán những sản phẩm lưu niệm là làm từ muối về cho du khách tham quan. Hoenstatt. Đây là gì đây? Station. Bữa nay không hoạt động rồi. Wow. Tên 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 Hoenstatt đã hiện ra trước mắt. Năm 1997, làng cổ Hoenstatt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Làng cổ Hoenstatt thì nằm ở phía tây của hồ Hoenstatt-Tersee và xung quanh thì được bao bọc bởi những dãy núi Alper hùng vĩ. Vị trí của làng cổ Hoenstatt là nằm giữa hai thành phố lớn của nước Áo, đó là thành phố Schönberg và thành phố Graz. Thành phố Graz là thành phố lớn thứ hai của nước Áo, nơi vô cũng cái có store, cung muốn điện là được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Từ thủ đô Viên thì các bạn sẽ mất khoảng 3.5 giờ để lái xe đến làng cổ Hoenstatt. Còn nếu mà từ ở Sandberg thì các bạn chỉ cần 1.5 tiếng thôi là đi đến Hoenstatt rồi. Thành phố Sandberg cũng là một trong những thành phố mà được rất nhiều du khách đến tham quan. Khi đến với nước Áo, Sandberg là quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Nơi đây cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh để cho các bạn đến viếng thăm. Này muối đây. Rồi thôi đi. Muốn mua muối hả? Rồi thôi không qua đây thôi đi ra ngoài.
mới đi vào làng nha. Hai bên là hàng quán và lưu niệm. Đây này là chỉ dân địa phương. Wow. Làng cổ Hoa Tát đúng là ngôi làng cổ là đẹp không gốc chết. Nên để tham quan ngôi làng cổ này thì các bạn cần phải một ngày các bạn mới có thể tham quan hết các địa điểm ở đây. Ở đây thì cũng có nhiều cách để các bạn tham quan lắm. Bạn đi cáp treo xong rồi các bạn sẽ đi cáp treo xuống, hoặc là các bạn sẽ đi trekking từ ở trên núi xuống luôn. Các bạn có đường để các bạn đi. Những ngôi nhà gỗ đặc trưng ở đây. Và sau đó các bạn sẽ đi tham quan bảo tàng, thưởng thức các món ăn địa phương ở đây. Lên trên và tham quan các hoàn toàn tươi rói. Các ngôi nhà có từ thời Trung cổ ở đây, những ngôi nhà gỗ có từ thời Trung cổ. Làng cổ Hoa Tát thì được mệnh danh là xứ sở thần tiên hay là ngôi làng cổ tích. Hồ Hoa Tát. Số lượng cư dân sinh sống ở đây là khoảng 1.000 người thôi. Nhưng mà lượng du khách đến đây là hàng ngày là khoảng vài ngàn người. Wow, xa xa là thấy chú Thiên Nga. Gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Ở Hoa Tát thì có trồng rất nhiều cây có dây leo. Một trong những cái cây mà nổi tiếng nhất là cây lê. Là họ làm cho họ cây lê đó leo lên cái tường của ngôi nhà, là cũng là một trong những địa điểm mà được check in nhiều nhất ở Instagram, bên cạnh cái quảng trường ở làng cổ này. Và cái view mà chụp được hình nhiều nhất trên postcard đó là cái view chỗ cái đường cong quá đẹp. Nhìn thấy cái chớp của ngôi nhà thờ đây, cây lê vườn thổi đây, đến đó rất nhiều người đến đây chụp. Vừa nói là thấy cây lê rồi. Cây lê mùa này thì rất không có trái đâu, mùa mưa thì chắc cũng ít có du khách đến tham quan. Trời nó chụp xong mới tới mình vô. Sáng sớm mình nghĩ chắc trễ một chút nữa sẽ đông du khách hơn. Người chụp lại đi, chụp lại coi. Rồi vô. Vắng khách. Nhưng mà có khách Trung Quốc đó. Các nhà sát. Mình biết tại sao Hoa Tát đặc biệt. Vì hồ nhưng mà lại có đường xe hơi đây. Đường xe hơi và đường đi bộ đây. Lưng thì hướng Tọa Sơn, mặt thì hướng hồ. Ở đây có dãy núi trùng trùng điệp điệp.
coi nước chưa? Mùa này ai đã biết nổi. Này nhìn đẹp, đang muối ở đây. Đang đắt ở đây nè. Các bạn hãy nhìn cái cây mà nó đóng rêu, ẩm ướt á, đóng rêu ở trên cây. Cây này cái bông hồng hay gì nè. Cây bông hồng. Cameraman. Cameraman, hello. Hello. Rồi thì thích mình đây tự nói đi. Rồi hôm nay mình đi đến làng cổ Hoa Tán, mặc dù trời mưa nhưng mà cảnh cũng vẫn rất là đẹp nha các bạn. Mặc dù là mình ở bên kia đó nhưng mà không có tàu chạy qua nên phải lái ô tô qua đâu. Bên kia là bên đâu vậy? Bên Overtown á, khách sạn mình thuê á. Nó có gì mà qua đây được? À có tàu nè, hoặc là xe đa đạp, hoặc là đi ô tô. Nhưng mình có thuê xe ô tô thì mình lái xe ô tô qua. Bãi đậu xe ô tô thì cách đây khoảng 500 mét thôi. Giờ mình đang đi tới đâu? Đi tới đi. Đi đến cái siêu đỉnh đây. Mình sẽ đi từ đây. Phía này nè các bạn. Nè. Phía kịch phố cả này nè. Đó. À. Mình sẽ đi đến cái view này. No, nabius, brovara, butus. No, to był na shoppingu. Był am skupciele. Ông mà bự không à, xích vô nó bự lắm anh chị. Wow, nguy hiểm quá, nguy hiểm, một pha quá nguy hiểm. Thấy không? Ừ, đúng rồi. Wow. Wow, nguyên một bầy thiên nga luôn.
Chưa vô. Chưa có đường vô để quay nguyên bài thiên nga. Đây. Đó. Cái này nó phải ép vô làm sao hả? Nó có nẹp, nó có là đồi cây nẹp nè. Cái này nè. Cái lê á. Đúng rồi, cái lê á. Anh tắt đèn đưa điện thoại chị hai mình đứng. Đó, một bầy thiên nga luôn nè. Ồ. Ồ. Đó, đó. Nguyên bầy thiên nga luôn. Wow. Ồ, nguyên bài thiên nga lấy cho mình quay luôn. Ồ, nguyên bài thiên nga. Quay quần lại đây cho mình quay luôn. Độc đáo không? Bỏ mình đi rồi. Wow, quá đẹp, vừa bình yên. À, một hoạt động mà không thể bỏ qua khi đến với Hallstatt đó là mình mua vé tàu là để đi ngắm làng cổ Hallstatt, là từ ở trên tàu đi một vòng quanh hồ Hallstatt Tờ Si nữa, để ngắm làng cổ Hallstatt là từ xa cũng rất là đẹp. Nhưng rất tiếc là hôm nay trời mưa, đi tiếp nha. Nên bọn mình là không đi tàu để ngắm làng cổ được. Thậm chí là kế bên khách sạn mình cũng có cầu tàu để đi qua làng cổ Hallstatt đó. Nhưng mà hôm nay lại không có lịch tàu chạy nên mình phải lái ô tô đi qua đây. Hôm qua là bọn mình cũng đã lái ô tô đi thẳng vô trong rồi làng cổ Hallstatt. Vô tình thôi. Tại vì thấy xe của dân địa phương lái đó, mình lái theo không biết. Lái vô trong thì thôi, đi chơi khoảng cỡ nửa tiếng thì nhanh chóng đi ra ngoài. Tránh sợ bị... Rồi, sắp tới quảng trường rồi nha. Được rồi, quay bên kia rồi. Ừ. Đẹp chứ. Đứng sát chỗ chân dung thôi. Rồi ở đây nè, đẩy xe ra. Rồi thôi đi tiếp. Thở ra khói luôn. Ồ. Trời bắt đầu tạnh mưa rồi. Chưa. Rồi sắp tới quảng trường rồi nha. Wow. Đẹp quá. Bị xe tải á. Chụp phải lên. À. Lên con dốc không? Lên dốc đi, chụp đi đẹp lắm á. Bị xe này rồi. Đúng rồi. Được không? Có sao đâu, có thấy đâu.
Rồi đi tiếp. Một lát mình sẽ có đường vòng bên đây nè, đi bộ lên. Ờ, mình không có đi cáp treo rồi mình đi bộ lên đó. Không. Đâu mình đi lên cầu thang hả? Shop ở hôn sát kìa. Nó quay cái bảng đó cho ta biết. Đó nó có gì đó. Museum Central. Ha. 50 mét đi lên đây. À, này cầu tàu nè. À, đang lựa đồ. Cái gì mà hai mấy đâu? Euro, euro. Vậy hả? Ê, tiền của áo, tiền của áo. Tiền áo thì rẻ hơn. Rồi. Đây. Đây, xe đi, nó rộ. Đó, museum kìa. Wow. Đây là museum. Đây gì nữa nè. Khỏi đường đấy. Bánh đồ ăn không? Không muối nữa hả? Muối, không muối, không muối. Nó có mỹ nghệ không? Cái cá đồng qua trò chơi hồi xưa thì thấy nè. Nè. Đúng rồi á. Cái này dễ thương lắm. Qua wow. Đời thấy con mấy ngày dễ thương ha. Đây là museum nữa. Đây, ngồi rồi đâu? Đây, đây. Trung Quốc, nha. Museum ở đây. Museum. Mình đang trên đường chờ đậu xe hồi tối của mình rồi. Ở đây có thác. Ờ, có thác nè. Có thác nè. Có thác nè. Có thác. Rồi chị mở điện thoại cho em. Ai mở điện thoại. Có thác nè. Có đường lên thác luôn. Đứng ở đây cho chị. Rồi. À, đường lên thác luôn. Rồi, sắp tới nhà thờ rồi nha. Rồi, sắp tới nhà thờ rồi nha. À, nhà thờ dần dần hiện ra nha. Rồi dần dần diễn ra nha. Wow. Oh. Wow. Đây, tới quảng trường. Đây, tới quảng trường. Quảng trường. Ờ, xe kỳ vậy. Rồi. Quay từng ngôi nhà ở quảng trường nha, căn đầu tiên nha. Tiệm mai hay gì á. Rồi, cái này nhà hàng. Này nhà hàng nha. Nhà màng. Đó. Đây là quảng trường của ngôi làng cổ Hallstatt.
Đây là địa điểm được rất nhiều du khách đến đây là chụp hình và check-in nhiều nhất ở trên Instagram. Thì xung quanh lãng trường, ở quảng trường thì có rất nhiều hàng quán, nhà, nhà hàng, quán cà phê để cho các bạn là ngồi để đây, ngắm nhà hàng vẻ cà đẹp phê. Của cái quảng này trường xe đậu nhiều quá, nghỉ ngơi. Xe đậu quá, đậu luôn rồi. Lúc này thì là còn sáng sớm thì các hàng đây, quán, xe bị các xe quán đậu nhiều quá, ổn quá. Ở đây chưa mở cửa. Cao rồi men. Còn cỡ 4-5 phút rồi đó. Ở đây chưa xong nữa. Dạ. Tới nhiều địa điểm cho mình, nó mấy bà chụp mình là đi tới đâu chụp còn cỡ rồi bằng. Is it okay? Rồi, cho em chụp đi nha. Làng cổ Hoan Tát vào một trưa mưa 10 giờ. Đây, tới view siêu đỉnh đây nè. Đó, chỗ đông nhất người ta đó. Thấy chưa? Chỗ đông nhất người ta đây, quay xuống đây nữa nè. Siêu đỉnh nè. Đây, cảnh chụp hình với view siêu đỉnh này siêu đông luôn, bữa nay mặc dù trời mưa đấy không, siêu đỉnh luôn. Thấy đông không? Siêu đỉnh nè, đông lắm các bạn ơi, đông lắm. Tạm biệt Hoan Tát đây. Tạm biệt Hoan Tát quay đi. Đâu?
View siêu đỉnh này. Ô đẹp quá. Nổi tiếng rồi đó. Đây là hai người chiếm lâu nhất nè. Miu đây chụp nè Miu. Sau đây là một vài bức ảnh đẹp mà vợ chồng mình chụp được ở view siêu đỉnh này. Để chụp được những bức ảnh đẹp như vậy là phải chờ đến 5-10 phút xếp hàng mới chụp được những cảnh đẹp như vậy. View này là view được xuất hiện được nhiều nhất ở trên postcard về nước Áo, về làng cổ hoang tác này. Lúc này là nhóm chúng mình vội vã quay trở về xe để kịp giờ trả phòng khách sạn. Lúc này là cũng gần 11 giờ rồi. Chưa luôn. Nhanh chóng phải về lại cái khách sạn. Mua chứ. Thôi là họ chạc thêm phụ phí ngoài giờ. Mình còn cái hành trình là đi đến thủ đô Viên Na của nước Áo nữa. Cũng thêm 4 giờ lái xe nữa. Quay lại này cho anh lệnh xem mới nè, thấy người ta chạy vòng về không? Anh thấy có cái máy à, không sao đâu. Anh thấy có cái máy để bỏ cái còi vô. Xe nhiều quá. Nói đây sớm mới nhiều, mới đi được. Chưa lên trên được á. Trên đẹp lắm á.
À, học sinh đến tham quan đây. Nó còn lên trên đi vòng vòng phía lên trên. Rồi đánh chính tay luôn trời. Tao mới vô đông nè. Mình đi cũng hơi sớm rồi đó, nhưng mà trễ rồi. Dream. Đây cái lê đây. Tát đây. Bây giờ mình quay trở về xe rồi. À, tạm biệt làng cổ Hoan Tát vô cùng xinh đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo, là mình sẽ đến viếng thăm thủ đô Viên của nước Áo. Với hành trình lái xe là khoảng gần 400 cây số. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt Hoan Tát và hẹn gặp lại.